Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 21 tháng 7, Thánh Lorenzo Brindisi, Linh mục Tiến sĩ Hội Thánh. Ngày 22 tháng 7, Thánh nữ Maria Magdalena. Niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Dẫu có lắng lo trong cuộc đời con, niềm tin và lòng thương xót Ngài. Tình Chúa như là biển khơi, tình Chúa như là mưa rơi xuống đời, đổ xuống đời con không vơi. Tình Chúa ôi thật siêu êm, tình Chúa như lời mẹ ru, như tiếng sao diều. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 21 tháng 7, Thánh Lorenzo Brindisi, Linh mục Tiến sĩ Hội Thánh. Ngày 22 tháng 7, Thánh nữ Maria Magdalena. Ngày 21 tháng 7, Thánh Lorenzo Brindisi, Linh mục Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Lorenzo Brindisi, tên thật là Cesare de Rossi, sinh tại Brindisi, vùng Aquila, miền Nam nước Ý, năm 1559, trong một gia đình đạo đức sốt sáng. Nhờ đó, thánh nhân sớm tiến tới đảng nhân đức. Ngài được giáo dục tại Venice. Năm 1575, 16 tuổi, Ngài vào dòng Capuchins ở Verona, nhận tên là Lorenzo Brindisi. Những năm theo học tại Padua, thành trì của chủ thuyết Averroism, đã giúp Ngài trở thành học giả, thông thạo các thứ tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Sri và tiếng Do Thái. Những khả năng này góp phần mang lại nhiều thành công khi Ngài làm việc với anh em Do Thái và khi phải đương đầu với sự bành trướng của thế phản. Danh tiếng Ngài lan rộng khắp vùng Trung Âu. Năm 1598, Lorenzo Brindisi được phái sang nước Đức thành lập nhiều tu viện. Trong thời gian quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các nước Công giáo vùng này, Ngài cùng với đạo binh thánh giá chống lại họ và đã chiến thắng vào năm 1601. Đặc biệt, Ngài rao giảng kêu gọi nhiều người theo bè rối Lutero quay về với chân lý. Tinh thần khôn ngoan và mạnh mẽ của Thánh Lorenzo Brindisi tạo tinh thần cho cuộc chiến chống người Thổ lúc ấy đang đe dọa Âu Châu và cả Kitô giáo. Thánh Lorenzo Brindisi trở thành cánh tay phải của Hoàng tử Philip Emmanuel vùng Lorraine khi ông đang chiến đấu ở Hungary để giải thoát xứ này khỏi ách thống trị của quân Thổ. Đứng trước hàng quân, Lorenzo Brindisi giơ cây thánh giá và la to: "Tiến lên, đây là điều Chúa muốn, Chúa ở với chúng ta." Vị tu sĩ đơn sơ này cũng là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng trong nhiều phái đoàn hòa giải. Nhờ tài khôn khéo ngoại giao và biết nhiều thứ tiếng, với cây thánh giá cầm trên tay, Ngài đã mang lại chiến thắng năm 1601. Lorenzo Brindisi từng là giám tỉnh Toscan, Venice, Thụy Sĩ và Gen, trước khi được chỉ định làm giám luật, rồi làm bề trên tổng quyền. Thời gian này, Ngài phát triển dòng ra nhiều nước ở Trung Âu. Năm 1605, trở về bên cạnh Hoàng đế Rudolf thứ hai nước Đức và đã góp phần vào công cuộc chiến đấu với người Thổ. Phần đời còn lại, Lorenzo Brindisi hiến mình cho việc truyền giáo và ngoại giao. Với khả năng đặc biệt, Ngài là một nhà ngoại giao tài giỏi của nhiều vị giáo hoàng. Tuy nhiên, giữa những hoạt động bên ngoài,
thánh nhân vẫn dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện và thực tập các nhân đức. Chính đời sống nội tâm sâu sắc đã đưa Ngài lên đỉnh cao đời sống thánh thiện. Thánh Lorenzo Pindici đã đi giảng khắp châu Âu. Ngài xem việc giảng thuyết là một chức năng truyền giáo, việc của thiên thần, của người Kitô hữu, việc thần linh. Chính giảng thuyết đem lại đức tin, đức cậy và đức mến. Thánh nhân qua đời ngày 27 tháng 7 năm 1619 tại Lisbon, đang khi thi hành sứ mạng được trao phó là đến triều đình vua Philip thứ ba để bào chữa cho những người dân thành Naples bị áp bức. Thánh Lorenzo đã từ trần trong sự nghèo khó, đơn sơ và thánh thiện. Ngài để lại nhiều tác phẩm giá trị cho kho tàng đức tin Công giáo. Năm 1881, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên phong lên bậc hiển thánh. Và năm 1959, Đức Thánh Cha Gioan 23 công bố Ngài là tiến sĩ truyền giáo do các tác phẩm của Ngài phần nhiều viết với văn phòng bình dân. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Lorenzo Pindicio đã từng nói: việc rao giảng lời Chúa thì cần cho đời sống thần thiêng, như việc gieo giống thì cần cho đời sống thân xác vậy. Thế cho nên, rao giảng là nhiệm vụ tông đồ, nhiệm vụ thiên thần, nhiệm vụ Kitô hữu và nhiệm vụ thần thánh. Lời Chúa đầy mọi sự tốt lành, vì giống như một thứ kho tàng đầy mọi thứ của cải. Bởi vì từ lời Chúa mà có đức tin, đức cậy và đức mến, có mọi nhân đức khác, mọi ơn thánh thần, mọi mối phúc tin mừng, mọi việc lành, mọi công nghiệp ở đời này, mọi vinh quang thiên đường. Anh em hãy nhận lấy lời đã gieo trong lòng, lời có sức cứu được linh hồn anh em. Và Ngài còn nhấn mạnh rằng, lời Chúa là ánh sáng soi cho trí tuệ, là lửa cho ý chí để loài người có thể nhận biết và yêu mến Chúa. Và đối với con người nội tâm sống bằng thần khí Chúa thì đó là bánh và nước. Bánh ngọt hơn mật và bọng ong, nước tốt hơn sữa và rượu. Còn đối với linh hồn thiêng liêng thì đó là kho tàng các công nghiệp, nên gọi là vàng và đá vô cùng quý giá. Đối với tâm hồn cố chấp trong thói hư thì đó là cái búa. Và đối với xác thịt thế gian và ma quỷ thì lời Chúa là gươm tiêu diệt mọi tội lỗi. Đó là sắc tín của Thánh Lorenzo Pindicio. Và luôn luôn Ngài đau đáu trong lòng việc là làm sao phải đi rao giảng. Giảng thuyết đem lại đức tin, đức cậy và đức mến. Điều này nhắc nhớ chúng tôi, đặc biệt anh em linh mục, những người mà lãnh trách nhiệm, lãnh sứ vụ rao giảng lời Chúa cho anh chị em, đặc biệt là ngày Chủ nhật. Ngày thường giáo hội cũng khuyến khích nên rao giảng, nhưng mà ngày Chủ nhật thì buộc phải rao giảng. Những bài giảng thuyết trong thánh lễ rất quan trọng. Và ngày hôm nay chúng tôi thấy anh chị em đi tham dự thánh lễ, họ nhắm vào hai điểm chính. Thứ nhất là coi cha giảng như thế nào, thứ hai là nghe cả đoàn hát làm sao. Chỉ hai cái điều đó là có thể thu hút người ta được. Có nhiều người họ không muốn đi lễ vì họ cảm thấy đi nghe giảng chán quá, hoặc là nghe các đoàn hát không có hồn. Cho nên trách nhiệm trước tiên, khi mà người giáo dân không đến tham dự thánh lễ, chúng tôi phải đấm ngực mình trước là chúng tôi đã thực hiện sứ vụ rao giảng lời Chúa như thế nào, có sắc tín được như là Thánh Pindicio hôm nay. Đó là lời Chúa soi sáng trí tuệ, lửa cho ý chí. Lời Chúa còn ngon hơn bánh mật và bánh vân vân và vân vân. Ngài nói với tất cả niềm sắc tín như vậy. Và khi chúng tôi rao giảng lời Chúa, chúng tôi có, xin lỗi anh chị em, sống được điều đó trước khi rao giảng không? Đức Giêsu Ngài giảng những gì Ngài đã sống và sống như gì Ngài giảng. Còn chúng tôi đôi khi, xin lỗi anh chị em, ta bảo là phản chứng, giảng một đàng mà sống một nẻo, nói một đàng làm một nẻo, hoặc là
đời sống đi ngược lại với những gì mình rao giảng, cho nên không có sức thuyết phục và không thu hút được người. Hoặc là chúng tôi dùng lời lẽ của thế gian mà không như Phao-lô, tôi run rẩy đến với anh em, không rao giảng gì hơn là thập giá Đức Giê-xu. Đối với tôi ngày hôm nay, bất cứ một bài giảng nào không rao giảng gì khác hơn ngoài lòng Chúa thương xót. Làm cho người dân cảm thấy rằng lời Chúa là lời thương xót, lời Chúa là lời mà Chúa thương xót mà trao ban cho con nhân loại, cho con người. Cho nên khi mình đón nhận lời Chúa là đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và lời của Ngài xoa dịu những vết thương của mình, an ủi nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình. Vì thế mà chúng tôi cứ kiên trì miệt mài trong suốt 15 năm hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những bài giảng gửi trên mạng cho anh chị em, hoặc là qua audio, và bây giờ qua những phương tiện là có video. Ngày trước anh chị em chỉ có nghe nhưng mà không nhìn thấy, bây giờ vừa nghe vừa nhìn. Ngày trước anh chị em có thể phải đi đến tận giáo điểm Tin Mừng, hay đến Chi Hỏa, hay đến huyện sĩ mới có thể nghe được. Còn bây giờ thì anh chị em ở nhà chỉ cần nhấn một cái nút thôi là có thể nghe được bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu. Phương tiện Chúa ban, chúng tôi không biết sử dụng, chúng tôi trả lời trước mặt Chúa. Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi mà anh chị em không đón nhận thì anh em cũng phải trả lời trước mặt Chúa. Không thể nói rằng tôi không biết, không thể nói rằng tôi không có phương tiện. Chúa đã cho biết, Chúa đã cho phương tiện rồi. Mình có nghe hay không? Và nghe rồi, có tin hay không? Tin bằng cách là đem ra thực hành hay không? Thì mỗi người trả lẽ trước mặt Chúa. Ngày 22 tháng 7, Thánh nữ Maria Magdalena. Từ thế kỷ thứ 11, lễ Thánh nữ Maria Magdalena được cử hành ở Roma và ở phương Tây. Đến thế kỷ thứ 12, sách lễ Latran vẫn lẫn lộn xem Maria thành Magdala và Maria làng Betania mà phụng vụ Hy Lạp mừng lễ ngày 18 tháng 3 và cả nữ tội nhân vô danh phụng vụ Byzantine mừng lễ ngày 31 tháng 3. Thời Trung Cổ, việc tôn kính Thánh nữ Maria Magdalena cũng phát triển ở Vézelay và Saint-Baume gần Marseille. Vì tại đây cũng có truyền thuyết rằng Maria Magdalena đã lui ẩn trong một hang núi sau khi lên bờ ở miền Provence. Các giáo phụ đã tranh luận và các nhà chú giải vẫn còn tìm hiểu xem giáo hội có kính nhớ ba thánh nữ dưới cùng một danh xưng là Maria Magdalena hay không. Người thứ nhất là một người nữ tội lỗi, Maria Magdalena, là con một gia đình phú quý sang trọng. Sau khi cha mẹ mãn phần, Ngài được hưởng một lâu đài cách chùa Magdala, miền Galilee. Do đó, người ta gọi Ngài là Maria Magdalena. Với gia tài to tát này, Maria sống xa hoa đài cát xa đoạ, làm cớ cho cả vùng Galilee dèm pha khinh dễ. Nàng sa đọa truy lạc đến nỗi trở nên nô lệ ma quỷ, bị ma quỷ ám hại. Nhưng Chúa Giê-xu thương Maria, khiến cho nàng ước muốn gặp Ngài. Và đây cơ hội thuận tiện đã đến. Nàng nghe tin Chúa dự tiệc tại nhà ông Simon biệt phái, Ngài chạy đến để gặp người. Luca chương 7 câu 37 đến câu 48. Và kia một người phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới chân người, chị lấy tóc mình mà lau rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên chân người. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng: "Ôi da, nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết rằng người đàn bà đang đụng vào mình là ai chứ, là thứ người nào, một người tội lỗi." Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông." Ông ấy thưa: "Dạ, xin thầy cứ nói." Đức Giê-xu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50.
vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông rất đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi và nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tứ ướt chân tôi rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Từ đó, Maria Magdalena nhiệt thành đi theo giúp việc Chúa, sống đời đạo đức thánh thiện. Khi Chúa chết, bà đứng dưới chân thập giá. Trong lúc mai táng Chúa, thánh nữ cũng có mặt với các tông đồ. Bà chính bà đã chứng kiến ngôi mộ trống và là người đầu tiên nhận ra Chúa Giê-xu phục sinh và loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ. Nơi khác, cũng chính Thánh sử Luca, chương 8 câu 43 đến câu 48, đã nói đến Maria Magdalena được Chúa trừ quỷ cho. Thánh nữ là một trong số phụ nữ đã theo Chúa trong các cuộc hành trình của Người. Hiện diện trên đồi Canvê, Ngài cũng thuộc vào số các bà đem dầu thơm đến mộ sức xác Chúa. Ngài là người đầu tiên báo tin cho các môn đệ biết ngôi mộ trống. Trở lại mộ ngay sau đó, Ngài đã thấy và nói chuyện với các thiên thần. Sau cùng, Ngài đã nhận ra đấng phục sinh mà thoạt đầu Ngài tưởng là bác làm vườn. Trong Gioan chương 20 câu 1 đến câu 18. Nơi khác nữa, Maria Magdalena là chị em của Marta và Lazaro, đã ngồi dưới chân Chúa Giê-xu mà nghe lời Người. Trong khi Marta bận rộn chuẩn bị bữa ăn, thế mà Ngài lại là người đã được chọn phần tốt nhất, phần chiêm niệm. Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Khi Chúa Giê-xu đến cứu sống Lazaro, thánh nữ vẫn giữ một phần tương tự. Maria ngồi tại nhà cho tới khi Marta kêu Ngài tới gặp. Thầy, ít ngày sau, Ngài đã sức dầu thơm trên Chúa Giê-xu. Matthew chương 26 câu 6 đến câu 13. Thưa anh chị em và các bạn, mặc dầu các sách tin mừng không bảo đảm đồng nhất ba khuôn mặt này thành một người, và ý kiến của các giáo phụ còn trái nghịch nhau, nhưng giáo hội Tây Phương từ thế kỷ thứ 6 đã đồng hóa thành một người. Sự đồng hóa này được diễn tả trong phụng vụ. Cũng do sự đồng nhất giữa ba nhân vật mà Maria Magdalena được coi là quan thầy của những phụ nữ hoàn lương, những người bán nước hoa và những người buôn găng tay. Với sự đồng hóa ấy, lòng đạo đức thường diễn tả Thánh Maria Magdalena như một phụ nữ có mái tóc dài, được Chúa Giê-xu tha thứ và nao nức đón nghe lời Người. Bà đã được chứng kiến Lazaro sống lại, tiên cảm được về thảm kịch khổ nạn. Bà đã đổ dầu thơm quý giá lên chân Chúa Giê-xu như một cuộc sức dầu cao cả. Hiện diện dưới chân thánh giá, bà sẽ được Chúa Giê-xu thân ái gọi tên Maria buổi sáng phục sinh. Thánh giáo hoàng Gregorio cả đã khen ngợi lòng yêu mến thiết tha của thánh nữ như sau: Maria Magdalena sau khi ra mồ và không thấy xác thầy mình ở đâu, tưởng là người ta đã mang thầy mình đi rồi, bà chạy đi đưa tin cho các môn đệ. Các môn đệ tới thấy như vậy và tin lời người phụ nữ đã nói. Sách thánh đã viết về họ rằng vậy các môn đệ trở về nhà. Nhưng tiếp theo, còn Maria thì đứng lại ở cửa mồ mà khóc lóc. Trong câu chuyện này, ta phải xem tình yêu đã cháy lòng người phụ nữ kia đến thế nào.
Bởi vì dù các môn đệ đã ra về thì chị vẫn không rời bỏ ngôi mộ của Chúa. Chị còn muốn tìm đấng mà người ta không thấy. Chị khóc lóc mà tìm và cháy lửa yêu mến. Chị càng nồng nàn ao ước đấng mà chị tưởng là người ta đã mang đi. Chính vì vậy mà chỉ một mình chị đã thấy người, vì chị đã ở lại mà tìm. Vì giá trị của việc lành nằm ở chỗ trung kiên. Như đấng là chân lý đã phán, ai kiên trung đến cùng sẽ được cứu rỗi. Thưa anh chị em và các bạn, cũng do sự lẫn lộn này mà có những tương truyền khác nhau, như việc Maria Magdalena đã đến Sư Gôn có từ thế kỷ thứ 11. Người ta kính thánh tích của bà ở Vézelay trên con đường hành hương đến Compostela. Cũng tại Provence từ thế kỷ thứ 13, có những cuộc hành hương lôi kéo nhiều người đến Sainte-Marie de la Mer, nơi mà người ta cho rằng Maria Magdalena đã đến cùng với em là Lazaro và nhiều phụ nữ khác. Có cả người tớ gái là Sarah, quan thầy của những người phiêu bạt Gitans. Cũng như tại Saint-Bon, nơi có một bọc đá ngài ở, và tại Saint-Maximin có phần mộ của ngài. Thưa anh chị em và các bạn, dù là một hay là ba, dù là ba hay là một, điều quan trọng khi chúng ta mừng kính Thánh Nữ Maria Magdalena là tự hỏi: Maria Magdalena đã để lại cho tôi một bài học nào? Bài học của lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa xót thương người phụ nữ tội lỗi. Lòng thương xót của Chúa xót thương người phụ nữ bị quỷ nó nhập. Lòng thương xót của Chúa xót thương người phụ nữ mà luôn ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài. Đấy, khi mình mừng kính các thánh, bỏ qua những cuộc tranh luận cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết 1 hay 3, 3 hay 1, điều quan trọng là khi giáo hội cho mình mừng lễ kính Thánh Nữ Maria Magdalena, Chúa muốn tôi học được bài học nào từ lòng thương xót của Chúa nơi con người mang tên là Maria Magdalena ấy. Người ấy có thể là chính tôi. Tôi cũng là người tội lỗi. Tôi cũng là người để cho ma quỷ sử dụng nó xâm chiếm. Và tôi cũng là người được Chúa mời gọi để ngồi bên Chúa mà lắng nghe. Tôi có ngồi bên Chúa để lắng nghe như Maria Magdalena hay không? Tôi có để cho Chúa diệt trừ những ma quỷ nó đang xâm lấn trong tâm hồn tôi hay không? Và tôi có là người mà dám bỏ hết tất cả mọi sự cho Chúa, như là Maria Magdalena đã không tiếc Chúa bất cứ cái gì, lấy tóc mà lau, lấy dầu thơm mà sức chân Chúa hay không? Tôi có thực hiện cuộc hoán cải trở về với Chúa một cách quyết liệt và đích thực như Maria Magdalena hay không? Và tôi có là người mà cứ nán lại để mà tìm Chúa, vì khao khát lòng thương xót Chúa. Phải khao khát, phải tìm kiếm thì Chúa mới cho gặp. Và khi đã được gặp Chúa rồi, gặp đấng phục sinh rồi, thì Maria chạy tung đi mà loan báo tin mừng. Vậy thì một khi mà tôi đã được lòng thương xót Chúa nhận chìm tôi vào trong bể thương xót của Ngài rồi, rửa sạch bằng máu và nước của Ngài rồi, tôi có được phục sinh và có được mạnh dạn can đảm ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người ở mọi nơi như Maria Magdalena hay không? Amen. Dẫu có bao sóng trong cuộc đời con, niềm tin vào lòng thương xót này. Tình Chúa như là biển khơi, tình Chúa như là mưa rơi xuống đời, đổ xuống đời con không vơi. Tình Chúa ôi thật siêu êm, tình Chúa như lời mẹ ru, như tiếng sao diều. Lòng thương xót Chúa ôi thật hay hà, lòng thương xót Chúa.